Em đèn lá. Theo đốt ván này để gỡ lại tất cả. Thế mày có theo không? Theo. Hay giờ theo thì bỏ tiền vào đi hả? Hết luôn. Ui da, tao chơi mấy cường luôn. 3k, còn gì nữa không chị hai? Chừng lại. Chơi nữa không em? Ây da, những thời chị à, em chi phép. Ây da, hôm nay chơi đến đây rồi. Chị là đèn đó mẹ. Nam ơi con đang nơi đâu? Về nhà cha tiền bố mau.
350 chai, đây là còn chưa tính lãi. Về nhà mẹ chờ em trông, ba hồn bay phía nam đang nơi đâu, nam hãy về. Anh xin nam nam thương anh, hiền hồn về gặp các anh. Thế mà sao anh em ta vẫn nhìn mặt nhau, mày liều mà trả tiền bố đi trốn được đâu. Giang hồ, anh phải bỏ mày vào thùng phi, đổ bê tông vào và trả tôi chồng. Chú mày có hứa những gì? Chú mày hứa với anh không? Thầy ạ, xin anh cho em, đây là lần cuối cùng thôi anh. Em hứa sẽ trả cho anh mà. Em thay em mạng này được không? Chú ngậm mồm lại. Chú nói với anh biết đây. Vậy trả được bao nhiêu lần được không? Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Lần đầu tiên này. Lần đầu tiên này. Giờ chú mày thích gì? Anh tha em một mạng được không? Cứ em sẽ bảo đảm anh. Tha đâu hà rồi. Thằng này chết rồi. Ê, chút. Five minutes later. Dạ, anh em bị tội gì ạ? Anh là giết người nhá. Đâu anh? Có đâu? Đã mày bọn em đã đánh chắc cho vui rồi mà. Đánh chắc mà làm giết người vậy à? Chạy đâu anh? Có gì anh em bỏ qua cho chắc chứ, tình hình đi là nhà có mày già con nhỏ. Mẹ già con nhỏ, anh không phải thương mẹ già. Anh cũng thường lắm. Thôi em có chút tòa mọn gọi là nếu anh gọi là đường chớ. Có gì chúng ta bỏ qua cho nhau nhá. Được thì được.